Đèn là được à? Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? À, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi. Hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hất hủi con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin bạn làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin bạn làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là tiền lực đồng yêu của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt số nhỏ. Trời ơi, xấu hổ quá, nấp vào cái đám mi này đi.